quý vị, chúng ta đang ở vòng đặc biệt của chương trình Con Biết Tuốt. Và đây là gia đình đang đứng sẵn sàng chờ đợi vượt qua những thử thách mà chúng ta sẽ đưa ra cho họ. Những câu hỏi dành cho mình, nếu như mà anh chị trả lời đúng được 2 câu thì các bé sẽ được tiến lên ngay cái bậc thang đầu tiên. Đây, bậc thang này. Còn nếu như trả lời được đúng 3 câu sẽ lên bậc thang thứ 2, 4 câu lên bậc thang thứ 3, 5 câu lên đây và 6 câu mình sẽ có mặt ở vị trí cuối cùng với phần quà lớn nhất, hấp dẫn nhất, giá trị nhất, đó chính là một chuyến đi du lịch Thái Lan trị giá 60 triệu đồng. Hai con thích đi chơi không? Dạ. Vậy thì cổ vũ cho ba mẹ nha. Dạ. Và giúp đỡ cho ba mẹ bằng cách là mình có thể đổi quà cộng thêm thời gian. Nếu như thấy giờ của ba mẹ dưới 60 giây thì mình có thể đổi món quà cấp 1 này đổi được 5 giây, cấp 2 đổi được 10 giây, cấp 3 15 giây và cấp 4 đổi được 20 giây. Giờ hai anh em tới đây. Còn chúng ta thì sẽ có 180 giây để trả lời những câu hỏi này. Có đi nhau không ạ? Chuẩn bị. Bắt đầu. Tuyển thủ nam bóng chuyền cao nhất Việt Nam tính đến năm 2016 tên gì? Bỏ qua. Nhân vật nam chính trong bộ phim Hiệu ứng cánh bướm tên gì? Bỏ qua. Ca sĩ Taylor Swift đã nhận giải thưởng Grammy 2016 ở hạng mục gì? Bỏ qua. Sao Hôm hay Sao Mai là tên gọi của hành tinh nào trong hệ mặt trời? Sao Mộc. Chưa đúng. Sao Thủy. Chưa đúng. Sao Thổ. Chưa đúng. Sao Kim. Chính xác. Nhân vật Mị trong chuyện Vợ chồng A Phủ bị ép gả cho con trai của ai? Bỏ qua. Pluto là tên khác của hành tinh gì trong hệ mặt trời? Sao Mộc. Chưa đúng. Thủy. Hỏa. Thổ. Chưa đúng. Sao Kim. Chưa đúng. Sao bỏ qua. Màu đen và trắng trong lĩnh vực hội họa được gọi tên là gì? Bỏ qua. Ngành công nghiệp nào được gọi là ngành công nghiệp không khói? Du lịch. Chính xác. Chúc mừng. Tiến lên nào hai con. Tiến lên, tiến lên. Các phần đầu tiên này phần quà trị giá là 3 triệu đồng. Mời con khui quà. Khôi, mở quà nào. Một cái phao bơi trẻ em. Và hộp quà của An Nhiên có gì? Một cái nồi cơm điện. Thích phần quà nào hơn? Dạ, mới nồi cơm điện. Lấy nồi cơm điện để mẹ nấu cơm cả nhà ăn ha. Dạ. Đóng hộp quà bên đây lại. Để lên được cấp bậc thứ 2 thì ba mẹ sẽ phải trả lời đúng được 3 câu hỏi, mình còn 126 giây. Bắt đầu. Loài muỗi là tác nhân lây truyền bệnh sốt rét tên là gì? Anopheles. Chính xác. Nghệ sĩ Dương Cầm người Việt đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế Frederic Chopin lần thứ 10 tên gì? Đặng Thái Sơn. Chính xác. Bán cầu não nào xử lý những thông tin mà con người nghe được và đưa ra những câu trả lời phù hợp? Trái. Chính xác. Chúc mừng. Tiến lên nào. Ở cấp bậc thứ 2 này, phần quà trị giá 7 triệu đồng. Mời Khôi mở quà. Một máy ép trái cây. An Nhiên mở quà. Một cái kim từ điển. Hai con thích phần quà nào? Máy tính. Cái kim từ điển chứ máy tính gì? Thì em không biết. Thì đâu mà la em giật mình hà. Đó là cái kim từ điển đó con. Con thích cái đó phải không? Vậy thì đóng hộp quà bên đây lại. Có cái kim từ điển này con sẽ học anh văn rất là tốt nha. Để lên được cấp bậc thứ 3 thì ba mẹ các con sẽ phải trả lời đúng được 4 câu hỏi. Chuẩn bị, mình còn 110 giây. Bắt đầu. Tác giả của bài hát Đội Em Làm Kế Hoạch Nhỏ tên gì? Bỏ qua. Axit nào ăn mòn được thủy tinh? Axit chlorhydrate. Chính xác. Sau khi đánh tan giặc Ân, thánh chóng bay về trời tại ngọn núi nào? Tản Viên. Chưa đúng. Bỏ qua. Đôi dây thần kinh số mấy điều khiển vận động cơ mặt? Số 7. Chính xác. Vị hoàng hậu cuối cùng của lịch sử phong kiến Việt Nam là ai? Nam Phương. Chính xác. Nhà khoa học Stephen William Hawking bị mắc hội chứng gì? Parkinson. Chưa đúng. Bỏ qua. Trong món bóng đá, chiếc thẻ vàng lần đầu tiên xuất hiện tại thời điểm nào? Bỏ qua. Tin nhắn rác trong email điện tử được gọi là gì? Spam. Chính xác. Chúc mừng. Tiến lên cấp bậc thứ 3. Ở cấp bậc thứ 3 này, phần quà của chúng ta trị giá 15 triệu đồng. À, hấp dẫn quá. Khôi ơi, mở quà đi con. Một cái ghế massage. Còn quà của An Nhiên có gì? Một bộ trống xa. Các con thích cái nào? Thích cái ghế massage. Có cái ghế này tiện lắm ha. Bố mẹ đi làm về mệt nè, ngồi trong ghế massage. À, con với em cũng vậy. Học hành mệt rồi, vô đó ngồi. À, đóng hộp quà bên đây lại con.
Bây giờ mình còn 70 giây và để lên được các bậc tiếp theo phải trả lời đúng được 5 câu hỏi. Cố lên bốn bạn. Bắt đầu. Tính đến năm 2016, kính viễn vọng vũ trụ lớn nhất hiện nay là gì? Bỏ qua. Loại phương tiện giao thông nào trở thành biểu tượng của thủ đô London, nước Anh? Xe điện. Chưa đúng. Đi hai tầng. Chính xác. Liên bang Xô Viết trước kia gồm bao nhiêu quốc gia? Bỏ qua. Bài hát Bắc Kim Thang có tất cả bao nhiêu câu? 4 câu. Chưa đúng. 6 câu. Chính xác. Trong đông y, vị thuốc dạ minh sa thực chất là gì? Đông trùng hạ thảo. Chưa đúng. Bỏ qua. Trong phim Aladdin và cây đèn thần 1992, phù thủy Jaffa đã hóa thành con gì? Bỏ qua. Tác phẩm tranh sơn dầu xe bò trong phố cổ được hoàn thành năm 1972 của họa sĩ nào? Bỏ qua. Bộ phim Titanic đã giành được bao nhiêu giải Oscar? 7. Chưa đúng. 6. Chưa đúng. 8. Chưa đúng. 12. Chưa đúng. 13. Chưa đúng. Bỏ qua. Loài hoa nào được nhắc tới trong bài thơ Chân quê của nhà thơ Nguyễn Bính? Bỏ qua. Người ta thường lưu trữ natri kali nguyên chất trong dung dịch gì? Bỏ qua. Bộ phim Công viên Kijura phần 1 được trình chiếu năm nào? Năm 92. Chưa đúng. Bỏ qua. Trong môn đánh góp, sân dài nhất có bao nhiêu lỗ? 13. Chưa đúng. 12. Chưa đúng. Bỏ qua. Không nên nói. Mình trả lời đúng được 2. Đó. Này các con ơi, bây giờ thì mình phải đến đây cảm ơn ba mẹ chứ. Bởi vì ba mẹ đã mang về cho mình tới 3 phần quà hấp dẫn. Đến đây thì chương trình Con Biết Thuốc xin được phép kết thúc. Chương trình cho Đài Truyền Hình Việt Nam thực hiện. Và quý vị khán giả muốn có những khoảnh khắc cùng với gia đình của mình như thế này thì chúng ta hãy truy cập vào trang web www.songvangproduction.com.vn để đăng ký tham gia quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tuần sau. Xin thân ái chào tạm biệt.